Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 6, bài số 1, chương 3, sách chương trời sáng tạo nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu không theo quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài số 1 hôm nay mình sẽ học về hình vuông, hình tam giác đều và hình lục giác đều nhé. Giờ mình sẽ có một câu hỏi. Dưới đây là hình nền nhà được lát bởi một số viên gạch men. Em có biết là các viên gạch men có hình dạng gì hay không? Như mình thấy đây là gạch men, thì mỗi cái hình nhỏ này chính là hình vuông, đúng không? Giờ còn gạch bên đây thì mình thấy là mỗi hình nhỏ này chính là tam giác đều, đúng không? Hình tam giác đều chính là hình có ba cạnh đi bằng nhau và ba góc bằng nhau. Tiếp theo hình bên đây là hình lục giác đều, đúng không? Mỗi cái hình nhỏ này chính là hình lục giác đều nha. Mình nhớ là hình lục giác đều chính là hình có sáu cạnh đi bằng nhau và sáu góc cũng bằng nhau, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ học hình vuông trước nha. Hoạt động 1, quan sát cái hình dưới đây, hình số 1 nha. Qua dự đoán xem hình nào là hình vuông. Giờ mình sẽ trả lời câu A trước nha. Các em quan sát cái hình, theo các em thì trong ba hình, hình A, hình B và hình C, hình nào sẽ là hình vuông? Mình nhớ là hình vuông là hình có đặc điểm như thế này. Mình nhớ là hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông nha. Như mình thấy là hình này có bốn cạnh bằng nhau nhưng mà không phải bốn góc vuông, đúng không? Đây là góc này, góc nhọn này, nhỏ hơn 90 độ. Còn góc này lớn hơn 90 độ. Như vậy đây không phải là hình vuông mà chính là hình khơi nha. Tiếp theo là hình B. Mình thấy hình B là hình có bốn góc vuông nhưng mà bốn cạnh không bằng nhau. Thì đây chính là hình chữ nhật chứ không phải là hình vuông nha. Giờ tiếp theo là hình C. Mình thấy là hình C là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. Như vậy hình C chính là hình vuông nha. Như vậy là câu A mình trả lời là hình C chính là hình vuông, đúng không? Hình C là hình vuông, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B. Câu B, với hình vừa tìm được hãy dùng khước của AK để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau hay không và các góc có bằng nhau hay không. Như vậy mình sẽ kê cái khước cho mình kiểm tra thì mình thấy là bốn cạnh bằng nhau và bốn góc cũng bằng nhau và chính là bốn góc vuông, đúng không? Thì mình trả lời câu B luôn nha. Sau khi dùng khước và AK và AK nha, kiểm tra thì mình thấy là bốn cạnh bằng nhau, đúng không? Thấy các cạnh bằng nhau đúng không? Và các góc cũng bằng nhau luôn. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong hoạt động 1, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ như vậy là mình sẽ có hình vuông ABCD ở hình số 2. Thì đối với hình vuông này thì mình thấy là có tất cả là bốn định, chính là định A, định B, định C và định D. Và mình thấy là bốn cạnh bằng nhau, AB sẽ bằng BC, bằng CD và bằng DA luôn. Và mình thấy là bốn góc ABCD đều là bốn góc vuông bằng nhau hết. Và mình sẽ có hai đường chéo AC và BD cũng bằng nhau luôn nha. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu thực hành số 1. Dùng dụng cụ học tập để kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không. Hình số 2. Như vậy là đây là hình số 2 nè. Mình thấy kiểm tra thì chắc chắn là hai đường chéo này sẽ bằng nhau nha. Nên mình sẽ trả lời câu thực hành số 1. Sau khi kiểm tra ta nhận thấy hai đường chiếu
AC và BD bằng nhau, đúng. Giờ tiếp theo, như mình kết luận là hai đường chéo của hình vuông luôn luôn bằng nhau nha. Giờ tiếp theo là câu vận dụng số 1. Bạn Trang lấy 4 que diêm, 4 cái que tính nha, dài bằng nhau, xếp hình 4 cạnh như là hình số 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng khước và eke để kiểm tra xem bạn Trang nói đúng hay sai. Như vậy là mình nhìn vô là mình thấy chắc chắn là không phải là hình vuông đúng nha. Mình thấy là mình dùng khước mình kiểm tra thì mình thấy là bốn cạnh bằng nhau, nhưng mà bốn góc không bằng nhau, góc này sẽ nhỏ hơn góc này đúng không? Như vậy chắc chắn đây không phải là hình vuông nha, mà chỉ có thể là hình khôi mà không. Giờ như vậy mình trả lời câu vận dụng một nha. Như vậy mình kết luận là bạn Trang nói vậy là sai. Vậy bởi vì sau khi kiểm tra thì thấy các cạnh bằng nhau đúng không? Các cạnh thì bằng nhau nhưng mà các góc lại không bằng nhau đúng không? Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu câu vận dụng một, mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 2. Giờ câu thực hành số 2 mình sẽ vẽ hình vuông nhé. Như vậy mình sẽ vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng khước và eke như sau nha, như hướng dẫn sau. Trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng ACD dài 4 cm. Giờ sau đó mình sẽ vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tại C và D như hình vẽ. Qua trên đường thẳng qua C mình sẽ lấy đoạn thẳng CB dài bằng 4 cm. Qua trên đường thẳng qua D mình sẽ lấy đoạn thẳng DA bằng 4 cm. Mình sẽ nối hai điểm A và B được thì ta được hình vuông cạnh vẽ. Dùng khớp và kê để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không và các góc bằng nhau không nhé. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng DC. Giờ sau đó mình kê cái khớp AK vô. Mình vẽ một cái đoạn thẳng vuông góc với lại DC tại D. Và mình lấy DA sẽ bằng 4 cm. Sau đó mình kê cái khớp AK vô, mình vẽ một đoạn thẳng vuông góc với lại DC tại C. Và mình lấy BC là bằng 4 cm. Sau đó mình nói AB là khi mình sẽ được đọc được cái hình vuông ABCD mỗi cạnh đều là 4 cm nha. Sau khi vẽ xong mình phải kiểm tra lại nha. Mình kiểm tra là 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau thì mình mới vẽ chính xác nha. Giờ tiếp theo luôn nha. Cái phần vẽ nó cũng đơn giản đúng không? Giờ tiếp theo là câu thực hành số 3, vẽ hình người ta cho cái hình bên nha. Vẽ hình bên và vỡ và vẽ thêm để được hình vuông. Như vậy ở đây người ta cho mình hai đoạn thẳng và một góc vuông, mình sẽ vẽ thêm hai đoạn thẳng nữa để được một cái hình vuông đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ vẽ cái khớp AK vô, mình sẽ vẽ một đoạn thẳng vuông khớp góc vuông góc với các cạnh cạnh dưới này. Và mình lấy sao cho bằng của bên này. Giờ sẽ nói mình nối điểm ở đây với bên kia là thì mình sẽ được lập cái hình vuông đúng không? Như vậy là hình vuông này. Giờ như mình sẽ vẽ một cái đoạn thẳng vuông góc với cái đoạn thẳng ở phía dưới tại cái điểm bên hông này đúng không? Giờ sau đó mình sẽ nối điểm này với điểm này nữa thì mình sẽ được một cái hình vuông bốn cạnh bằng nhau nhé. Đúng không? Giờ như vậy mình vẽ xong, cái này cũng dễ đúng không? Giờ tiếp theo là phần hai nhỏ mình sẽ học về tam giác điểm nha.
Giờ hoạt động 2, em hãy dùng cơm 3 kiểm tra xem tam giác dưới nào dưới đây có ba cạnh bằng nhau. Giờ mình sẽ sử dụng cái hước của mình hoặc là sử dụng cơm 3 cũng được. Mình kiểm tra xem tam giác nào ở dưới đây có ba cạnh bằng nhau nhé. Giờ như vậy là mình thấy là cái hình tam giác DEF thì mình thấy là cái cạnh này nhỏ nhất đúng không? Và hai cạnh này dài hơn, như vậy là hình này là ba cạnh không bằng nhau vậy, đúng không? Tiếp theo là hình ABC thì mình sử dụng cây cơm ba mình so, đúng không? Mình sẽ chỉnh cái độ rộng của cơm ba bằng cái cạnh AB. Giờ mình quay qua AC xem có bằng nhau hay không. Giờ quay qua BC sẽ bằng nhau không? Mình thấy là ba cạnh này bằng nhau nhé. Tiếp theo là GHK, mình thấy là nhìn viên mắt không cần đo mình cũng biết là cái này là nhà cạnh dưới là nhỏ nhất, không bằng nhau. Giờ tiếp theo mình kiểm tra NLM, mình thấy là cũng không bằng nhau, cái cạnh này sẽ là dài nhất đúng nha. Giờ như vậy là sau khi kiểm tra thì mình thấy là chỉ có tam giác ABC là có ba cạnh bằng nhau đúng nha, như mình trả lời đúng nha. Sau khi dùng combo kiểm tra, thì ta thấy tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau đúng không? Giờ tiếp theo là câu B, câu B nhé. Với hình tìm được, hãy dùng hước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không. Như vậy mà sẽ sử dụng cái hước đo góc của mình kê vô mình kiểm tra ba góc ABC xem có ba góc có bằng nhau hay không nhé. Như vậy là sau khi kiểm tra mình thấy là ba góc của hình tam giác ABC sẽ bằng nhau, qua đi bằng 60 độ hết nhé. Giờ như mình trả lời nhé. Sau khi dùng cơm ba, giờ sau khi dùng hước đo góc nhé, dùng hước đo góc để kiểm tra ta hãy tam giác ABC có ba góc bằng nhau đúng không? Giờ như là mình xong hoạt động 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Như vậy là mình sẽ có tam giác ABC hình số 5. Ta có là mình tam giác ABC sẽ có ba đỉnh chính là điểm ABC, và sẽ có ba cạnh bằng nhau chính là AP bằng AC và bằng BC. Và mình sẽ có ba góc sẽ bằng nhau luôn. Thì tam giác như thế người ta gọi là tam giác đều nha. Giờ khi mình kê cái hước đo góc vô như thế này thì mình đo được là cái góc này sẽ bằng 60 độ nha. Tiếp theo là câu thực hành số 4. Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau nha. Mình sẽ lấy ba que tính bằng nhau xếp hình một hình tam giác đều trên tấm bìa. Chấm các điểm ở đầu các que tính. Sau đó mình sẽ nối các điểm và cắt theo đường nối. Đúng không? Như mình sử dụng ba que tính, mình sắp hình tam giác đều, giờ chấm ba điểm, giờ cắt theo ba cái cạnh này thì mình sẽ được một tam giác đều đúng không? Mình chấm ba điểm, giờ mình sẽ dùng cây viết và cây viết chì, hước và viết chì mình nối lại, giờ mình cắt theo cái viết chì đó thì mình sẽ được một tam giác, đó là tam giác đều nhé.
Giờ sau đó mình sẽ cắt cái hình tam giác đều, tam giác này thành ba phần. Như mình sẽ cắt đường này, cắt đường này, cắt đường này. Sau đó mình sẽ gấp ba cái này lại, ba cái góc này chung một điểm lại. Thì mình thấy là ba cái này chồng nhau vừa khít nha. Thì chứng tỏ là ba góc của nó sẽ bằng nhau nha. Đúng không? Giờ như vậy là sau khi cắt xong mình kiểm tra mình thấy là ba góc, các góc của chúng sẽ bằng nhau. Đúng không? Như mình trả lời nha. Giờ như mình trả lời là sau khi cắt. Ta nhận thấy các góc của chúng bằng nhau. Đúng nè. Giờ tiếp theo là câu vượt hành số 5, vẽ tam giác đều nha. Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng khước và cơm 3 theo hướng dẫn sau. Trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Giờ sau đó mình sẽ lấy điểm A làm tâm. Mình vẽ một đường tròn có bán kính là 3 cm. Giờ sau đó mình sẽ đổ qua bên đây, mình sẽ lấy điểm B làm tâm. Mình sẽ vẽ một đường tròn bán kính là 3 cm. Thì mình thấy là hai đường tròn sẽ cắt nhau tại hai điểm, điểm trên và điểm dưới. Ví dụ mình chấm điểm trên thì mình nói là mình sẽ được một cái tam giác đều là ABC. Mình có thể chấm điểm dưới, mình nói là mình cũng được một tam giác đều nha. Giờ ở đây người ta kêu mình hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác ABC có bằng nhau không nha. Nhưng mình sẽ dùng cây khước và góc cây khước khước hẳn và khước đo góc để mình kiểm tra ba cạnh và ba góc của cái hình tam giác này nhé. Giờ như vậy là sau khi kiểm tra mình thấy là ba cạnh sẽ bằng nhau và ba góc cũng bằng nhau luôn nhé. Giờ như mình trả lời nha. Sau khi kiểm tra ta thấy các cạnh có tam giác ABC bằng nhau, đúng không? Và mình thấy là ba góc của mình nhau luôn. Ba góc bằng nhau luôn, đúng không? Giờ tiếp theo. Tiếp theo sẽ là vận dụng 2. Vẽ tam giác đều giờ tô màu như hình bên nhé. Giờ như vậy là mình thấy như vậy là vẽ tam giác đều thì mình có thể sử dụng giống mình sẽ làm giống trên đây. Mình sẽ vẽ đoạn thẳng AB. Giờ vẽ hai đường tròn. Một đường tròn tâm A bán kính 3 cm và một đường tròn tâm B bán kính 3 cm. Giờ mình sẽ nói là khi mình sẽ được tam giác đều ABC. Giờ sau đó mình sẽ lấy trung điểm của đoạn AB và lấy trung điểm của đoạn AC và lấy trung điểm của đoạn BC. Mình sẽ nói là thì mình sẽ được một tam giác đều nhỏ ở bên trong và mình sẽ tô màu ở tam giác ở giữa, đúng không? Thì mình sẽ được như hình vẽ nha. Giờ như mình thì như vậy là mình sẽ làm mình vẽ vô tập cái này nha. Trước hết mình sẽ vẽ tam giác đều. Giờ sau đó lấy ba trung điểm của ba cạnh, nói là thì mình sẽ được một tam giác đều ở giữa. Giờ mình tô màu thì sẽ ra được cái hình tam giác này nha. Giờ tiếp theo sẽ là ba nhỏ lục giác đều nha. Mình sẽ học tiếp hình lục giác đều. Hoạt động 3. Cho 6 hình tam giác đều có độ dài cạnh. Nhưng mình sẽ có 6 tam giác đều nha. Sau đó mình sẽ ghép 6 tam giác đều này thành một cái hình. Thì hình đó gọi là hình lục giác đều. Như giờ hình lục giác đều chính là hình có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau luôn nha.
Như vậy là câu A người ta hỏi, người ta yêu cầu mình ghép lại thôi đúng không? Như vậy là phần này các em sẽ thực hành ở nhà nha. Mình sẽ cắt 6 hình tam giác điệu. Giờ các em ghép lại giống như thế này thì mình sẽ được là hình lục giác điệu đúng không? Giờ tiếp theo là câu B, dùng cân ba và thước đo góc, đo các cạnh và các góc của hình vừa nhận được, cho ý kiến nhận xét. Như vậy là sau khi đo xong mình thấy là 6 cạnh của hình lục giác này sẽ bằng nhau và 6 góc cũng bằng nhau nha. Thì mình trả lời câu B nha. Như mình sẽ có nhận xét là các góc và các cạnh của hình vừa nhận được đều bằng nhau. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là 6 cạnh và 6 góc đều bằng nhau hết luôn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ xem hình hình ABCDEF hình số 7. Đây là hình lục giác đều nha. Mình thấy là hình lục giác đều thì sẽ có xác định là ABCDEF. Và mình sẽ có 6 cạnh đúng không? AB bằng BC bằng CD bằng DE bằng EF và bằng FA. Và mình sẽ có 6 góc chính là 6 góc ở đỉnh A, 6 góc ABCDEF. Và 6 góc này sẽ bằng nhau hết nhé. Và mình sẽ có 3 đường chéo chính, chính là AD, PE và FC. Hình như vậy người ta gọi là hình lục giác đều nhé. Tiếp theo là câu thực hành số 6. Hãy đo và so sánh các đường chéo AD, BE và CF. Như vậy là mình sẽ trả lời câu thực hành số 6 nhé. Như vậy mình sẽ dùng cái thước của mình, thước để mình đo độ dài của đoạn AD, PE và CF. Mình thấy là ba cái đường chéo này sẽ bằng nhau. Như mình trả lời là sau khi dùng thước đo, thì ta thấy các đường chéo chính AD, PE và CF có độ dài bằng nhau đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu thực hành 6 nhé. Như mình kết luận là trong hình lục giác đều thì ba đường chéo chính sẽ bằng nhau. Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu vận dụng số 3. Bạn ăn nói là hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều. Bạn Bình lại nói là có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải lục giác đều. Theo em thì bạn nào sẽ nói đúng nhé? Như vậy là bạn An nói là hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều. Còn bạn Bình nói là có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng mà không lục giác đều. Như mình thấy là bạn Bình sẽ nói đúng nhé. Ví dụ mình có cái hình này. Hình này mình thấy là có 6 cạnh bằng nhau nhưng mà không phải lục giác đều nhé. Để là lục giác đều thì nó 6 góc của nó đều phải bằng nhau hết nhé. Như vậy là mình trả lời là bạn Bình nói đúng nhé. Bạn Bình nói đúng. Đúng nè. Vậy lục giác đều, quy hình lục giác đều phải có
6 cạnh bằng nhau. Và 6 góc cũng bằng nhau. Đúng không? Giờ như vậy mình sẽ có cái hình này 6 cạnh bằng nhau nhưng mà 6 góc không bằng nhau nên mình không gọi là lục giác đều nha. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nha. Phần còn lại thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp các anh nhớ đón xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng vừa hiểu bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.